Hi, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Đức Tiến. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho bạn 15 phút tập bụng ngay tại nhà, giúp các bạn phát triển cơ bụng một cách tối đa. Và để phát triển cơ bụng thì đương nhiên rồi, chúng ta cần phải kết hợp cả việc tập luyện và ăn uống. Trong video này thì mình sẽ chỉ nói về việc tập luyện thôi. Và phương pháp tập của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ tập liên tục 45 giây và chỉ nghỉ 15 giây để giúp cho chúng ta có thể đốt mỡ một cách hiệu quả nhất. Và chúng ta sẽ có 12 bài tập cho buổi tập ngày hôm nay. Nào, hãy bắt đầu video này nhé. Bài tập đầu tiên, tấn công cho nhóm cơ bụng trên với bài Reach Up. Ở động tác này, vào vị trí setup, chúng ta sẽ nằm ngửa, tay để sát ngực, sau đó vươn tay về phía trước. Cố gắng là chúng ta sẽ vươn chéo về trước nha. Và quặn tròn toàn bộ phần nhóm cơ bụng trên. Làm liên tục như vậy 45 giây. Xuống hít vào lên thở. Cố gắng vươn chéo lên. Cảm nhận cơ bụng của mình hoạt động. Nghỉ 15 giây, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang động tác tiếp theo. Động tác thứ hai của chúng ta tấn công cho toàn bộ nhóm cơ bụng với động tác Jackknife. Ở động tác này, vẫn setup ở tư thế nằm ngửa. Tuy nhiên chúng ta sẽ tấn công cả bụng trên và bụng dưới bằng việc đưa hai tay của chúng ta vòng ra sau, đồng thời co gối, cuộn người. Xuống hít vào lên thở và làm liên tục như vậy 45 giây. Đưa hai tay của chúng ta chạm nhau, co gối và cuộn bụng đồng thời. Hít thở đều. Đây là một bài tập khá là nặng. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện động tác này và cơ bụng của chúng ta sẽ phát triển tối đa. Động tác thứ ba, chúng ta sẽ tập trung tấn công cho nhóm cơ bụng dưới với bài leg raise. Ở động tác này chúng ta sẽ để hai tay sát mông. Và để cho cơ bụng của chúng ta làm việc tốt hơn thì chúng ta sẽ cố gắng để cằm thì sát ngực và siết chặt cơ bụng trên. Sau đó chúng ta sẽ nhấc hai chân lên thật chậm và kiểm soát. Xuống hít vào lên thở. Cố gắng làm thật chậm thôi. Nếu không là cơ lưng của bạn sẽ tham gia rất nhiều vào bài tập này. Chúng ta sẽ chỉ nghỉ 15 giây thôi. Và bài tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần nhóm cơ liên sườn. Bài tập tiếp theo chúng ta sẽ tập cho nhóm cơ liên sườn. Một bài tập mà mình rất là ưa thích đó là Russian Twist. Ở động tác này chúng ta sẽ duỗi thẳng hai chân, siết chặt phần cơ bụng của chúng ta lại. Duỗi thẳng mũi chân và đưa hai tay sang hai bên, kiểm soát phần cơ bụng. Lưu ý là chúng ta sẽ xoay cả phần vai của mình đi nha, chứ không phải là đưa mỗi tay sang hai bên đâu. Rồi, bắt đầu với 45 giây và hít thở đều. Cảm nhận cơ bụng chúng ta đang hoạt động. Tăng tốc dần lên. Siết chặt cơ bụng lại. Hít thở đều. Thank you.
tại chỗ 15 giây. Hít thở là bài tập thứ 5, Bicycle Crunch. Ở động tác này, chúng ta sẽ cuống đánh cùi chỏ sát về phía đầu gối và di chuyển liên tục như vậy. Những bài tập như này chúng ta sẽ giữ ở cường độ và tốc độ vừa đủ nha, không làm quá chậm. Nó sẽ giảm thúc đẩy nhịp tim của chúng ta và đặc biệt là giúp chúng ta giảm mỡ tốt hơn. Bắt đầu với 45 giây nào. Hít thở đều, cố gắng làm hết sức. Đốt cháy toàn bộ cơ bụng. Cố gắng lên, các bạn sẽ đạt đến mục tiêu của mình thôi. Bài tập thứ 6 của chúng ta trong buổi tập ngày hôm nay, đó là in and out. Tập cho cả bụng trên và bụng dưới. Chúng ta sẽ bắt đầu động tác này với vị trí duỗi thẳng chân, tay để ra sau. Cố gắng là chúng ta sẽ cuộn tròn người lại một chút, rồi và thúc đầu gối sát về ngực. Thúc gối về sẽ là thở ra, và đưa ra thì sẽ là hít vào. Chúng ta sẽ làm liên tục như vậy 45 giây. Nào, bắt đầu thôi. Quáng cuộn tròn người, cảm nhận cơ bụng của chúng ta hoạt động. Quáng lên. Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 6 múi rồi. Nghỉ tại chỗ 15 giây, cố gắng hít thở đều. Và chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập tiếp theo ngay thôi. Để phát triển cơ bụng tối đa hơn nữa thì chúng ta không thể bỏ qua các bài tập plank. Đặc biệt nó sẽ giúp cho cơ bụng của bạn có sức chịu đựng tốt hơn. Bài tập tiếp theo của chúng ta sẽ là plank toe tap. Ở động tác này, chúng ta sẽ giữ người tư thế plank, duỗi thẳng chân, cố gắng siết mông lại và siết chặt cơ bụng, cảm nhận cơ bụng của chúng ta gồng. Sau đó bắt đầu đưa chân sang hai bên. Chúng ta sẽ bắt đầu với 45 giây. Cố gắng kiểm soát cơ bụng của mình. Giữ thăng bằng và cảm nhận cơ bụng nóng lên. Bạn sẽ cảm thấy cơ bụng rất là nóng. Cố gắng lên nào. Động tác tiếp theo vẫn là plank, nhưng chúng ta sẽ tập biến thể, đó là side plank. Đây là một động tác rất là tuyệt vời dành cho nhóm cơ vi cắt. Rồi, và vị trí setup, chúng ta sẽ cố gắng để cho cùi chỏ vuông góc với vai. Và ba điểm cùi chỏ, hông và gót chân của chúng ta sẽ cố gắng là một đường thẳng. Rồi, tay chúng ta sẽ đặt lên hông nha. Và chúng ta sẽ giữ như vậy. Hít thở đều và đẩy cao hông hết sức có thể để cơ bụng của chúng ta có thể hoạt động. Cố gắng giữ hông của bạn luôn luôn ở vị trí cao, không hạ thấp, siết chặt cơ bụng của mình lại. Sau đó ngay lập tức chúng ta sẽ đổi lên. Cảm nhận toàn bộ phần nhóm cơ eo của chúng ta được kích hoạt. Quá ngay nào.
Chúng ta sẽ nghỉ 15 giây, chuyển sang động tác tiếp theo. Bài tập thứ 9 của chúng ta đó là flutter kick. Nào, bắt đầu vào vị trí luôn nhá. Cầm thì sát ngực, vẫn sẽ siết chặt cơ bụng. Sau đó chúng ta sẽ tách đều chân và tăng áp lực lên phần cơ bụng của chúng ta bằng việc đá tách chân. Cố gắng quận thân người lại. Và chúng ta sẽ giữ khoảng cách và độ cao của tách chân khoảng này thôi, không để lên 90 độ nha. Hít thở đều, duỗi thẳng, khóa chặt gối. Không cần phải làm quá nhanh, quan trọng các bạn cảm nhận được cơ bụng là được. Nào, cố gắng lên. Ok. Bài thứ 10 của chúng ta trong buổi tập ngày hôm nay là một bài tập khá quen thuộc, plank hold. Chúng ta sẽ giữ ở tư thế này 45 giây. Duỗi thẳng chân, lưu ý là chúng ta sẽ đẩy cao bả vai và siết chặt mông xuống. Duỗi thẳng gối và hít thở đều. Cố gắng siết mông để phần cơ bụng của chúng ta có thể làm việc nhiều hơn. Nếu không các bạn sẽ bị mỏi lưng trong động tác này. Ok, cố gắng lên. Chúng ta sắp kết thúc buổi tập ngày hôm nay rồi. Hai bài tập cuối cùng để giúp cho cơ bụng của bạn trở nên rõ nét hơn và đặc biệt lượng mỡ sẽ giảm. Chúng ta sẽ tập hai bài cardio. Bài đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là mountain climb. Ở động tác này chúng ta sẽ duỗi thẳng chân và thúc cao gối hết sức có thể. Lúc thúc gối lên chúng ta sẽ cố gắng là siết chặt cơ bụng lại và làm liên tục như vậy trong vòng 45 giây. Cố gắng làm hết sức có thể. Siết chặt, thúc cao gối và cảm nhận nhóm cơ bụng dưới của chúng ta đang hoạt động. Tay để vuông góc với thân người, hít thở đều. Chắc chắn thì tim của bạn sẽ bị thúc đẩy. Điều này sẽ làm cho mỡ của bạn giảm hiệu quả hơn. Nào, nghỉ 15 giây và đến với động tác cardio cuối cùng. Động tác cuối cùng của chúng ta đó là jumping jack. Đây là một động tác khá quen thuộc với mọi người rồi. Tuy nhiên, vì động tác cuối cùng rồi nên chúng ta cố gắng làm hết sức để giúp cho buổi tập của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Nào, bắt đầu với 45 giây và bật hai tay chạm nhau. Làm nhanh hết sức có thể. Hít thở đều. Siết chặt cơ bụng của chúng ta lại. Như vậy là chúng ta đã kết thúc 15 phút tập bụng ngay tại nhà và hãy áp dụng ngay những bài tập này chỉ với 15 phút mỗi ngày là các bạn sẽ cảm thấy sự thay đổi rõ rệt. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng bỏ qua nút subscribe nha để chúng ta cùng tập luyện với nhau. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.